Dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam Vinasat, Bộ Công Thương tổ chức Hội chợ Thương mại Indonesia và Diễn đàn Kinh doanh Indonesia Việt Nam 2015. Hội chợ và Diễn đàn Doanh nghiệp Indonesia Việt Nam 2015 nằm trong chuỗi kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia, đồng thời là hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh. Hội chợ Thương mại Indonesia có khoảng 100 doanh nghiệp đến từ Indonesia tham dự và trưng bày các sản phẩm chất lượng cao như ô tô và phụ tùng máy móc, xây dựng và tư vấn, dược phẩm và dụng cụ y tế, thực phẩm, đồ uống, ngân hàng và các dịch vụ đầu tư dệt may v.v. Theo thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Indonesia năm 2014 đạt 5,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó 9 tháng đầu năm 2015, con số này đạt gần 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2014. Indonesia có mặt hàng, cơ cấu, xuất nhập khẩu tương tự như Việt Nam, trong đó sản phẩm thế mạnh của Việt Nam xuất sang Indonesia là gạo và dầu thô. Sản phẩm thế mạnh của Indonesia xuất sang Việt Nam là một số mặt hàng phục vụ sản xuất công nghiệp như hóa chất, bột giấy, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, phân bón v.v. Việc tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai bên nhằm thúc đẩy mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018 mà hai nước đã đặt ra.